Một khách hàng tại Hà Nội đặt mua chiếc iPhone 16 Pro Max trực tuyến. Tuy nhiên khi nhận hàng từ đơn vị vận chuyển, mở ra kiểm tra thì chỉ có hộp rỗng và không có máy bên trong. Trước thông tin vụ việc, đại diện đơn vị vận chuyển đã vào cuộc xác minh, giải quyết. Theo thông tin ban đầu, khách hàng trong sự việc là anh Hoàng Tùng, sống tại Hà Nội. Anh Tùng đặt mua chiếc iPhone 16 Pro Max trên Apple Store online. Đến khi nhận hàng thì tá hỏa phát hiện tem niêm phong sản phẩm đã bị bóc và chiếc điện thoại không cánh mà bay. Anh Tùng cho biết, đơn hàng được anh đặt mua từ ngày 11 tháng 10, đơn vị vận chuyển là Giao hàng Tiết kiệm. Đến ngày 19 tháng 10 thì nhận được hàng. Khi tiếp nhận đơn hàng từ bưu tá, anh nghi ngờ không có sản phẩm bên trong nên đã quay clip toàn bộ quá trình mở hàng. Hình ảnh ghi lại cho thấy hai phần tem niêm phong ở khu vực bên trên và dưới hộp điện thoại đều đã bị xé rách. Siêu bị bóc rồi, anh thấy nhẹ. Khi mở hộp ra, bên trong hoàn toàn không có chiếc iPhone 16 Pro Max mà anh Tùng đặt mua. Trước tình huống bất ngờ, anh Tùng lập tức liên hệ với tổng đài của Apple và công ty giao hàng để được hỗ trợ. Quá trình liên hệ giải quyết gặp nhiều khó khăn do thời điểm nhận máy vào cuối tuần, không liên hệ được với bộ phận chăm sóc khách hàng của Apple. Đại diện công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm cho biết, ngay khi nắm được thông tin sự việc, đơn vị đã làm việc với Apple để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm khẳng định khách hàng sẽ nhận được đơn hàng thay thế trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, công ty đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, công ty sẽ trình báo công an để xử lý theo quy định. Đến hiện tại, phía Apple Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về sự việc này. Theo thông tư mới nhất của Bộ Y tế, người bệnh sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí nếu được chỉ định ra ngoài mua thuốc, thiết bị y tế trong quá trình điều trị do cơ sở y tế điều trị. Đối với thuốc, căn cứ để tính mức thanh toán là số lượng và đơn giá được ghi trên hóa đơn do người bệnh mua tại cơ sở kinh doanh dược. Trường hợp thuốc có quy định về tỷ lệ, điều kiện thanh toán thì thực hiện theo tỷ lệ, điều kiện thanh toán. Đối với thiết bị y tế, căn cứ để tính mức thanh toán là số lượng và đơn giá được ghi trên hóa đơn do người bệnh mua tại cơ sở mua bán thiết bị y tế. Trường hợp thiết bị y tế có quy định mức thanh toán không vượt quá mức thanh toán theo quy định đối với thiết bị y tế đó. Bộ Y tế cũng quy định chi tiết điều kiện thanh toán. Cụ thể, tại thời điểm kê đơn thuốc, chỉ định sử dụng thiết bị y tế phải bảo đảm các điều kiện như không có thuốc, thiết bị y tế do đang trong quá trình đấu thầu nhưng không lựa chọn được nhà thầu. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Quy định của thông tư này được áp dụng với trường hợp người bệnh vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ngày kết thúc điều trị sau ngày thông tư này có hiệu lực. Những bãi đất trống hay các tuyến đường bị biến thành điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng nhiều. Ngoài gây mất an ninh trật tự, còn làm gia tăng ùn tắc, tai nạn giao thông. Thực tế này cũng là điều dễ hiểu khi nhu cầu đỗ xe ngày càng gia tăng, trong khi quỹ đất dành cho giao thông tĩnh thì ngày càng bị thu hẹp, ghi nhận của VTC14. Khu vực nội thành hay ngoài khu vực vành đai 3, những điểm trông giữ xe không phép như thế này mọc lên như nấm sau mưa thời gian qua. Có một điều dễ nhận thấy, đó là các điểm trông giữ này thường không niêm yết giá, thu tiền trực tiếp không vé giấy. Hiện tượng này diễn ra công khai. Tuy nhiên, những người gửi phương tiện lại ngại nói về vấn đề nhạy cảm này. Ở đâu em chỉ phi vào đây ù gái xong em lại đi ra mà. Nên là không đỗ ở đây cũng không biết là bao nhiêu. Mỗi lần vào đây đổ mình mất bao tiền? Không mất, em chạy bù ở đây thì em không mất. Thế sao thấy mấy buổi trước qua đây thấy vẫn người đổ xe đây vẫn mất tiền mà? Thế thì em cũng không biết, em thì em chỉ có giao đổ ở đây thì em cứ khi vào cái em ra em lấy thì không mất. Trong khi đó, tại một số khu vực gửi xe được cho là có phép, thì nhân viên thu tiền của doanh nghiệp lại khá vòng vo và có những điều không thể giải thích. Tại vì là nếu mà cái thẻ này ấy, thì họ sẽ có hai cái, họ phải tích hợp cái thẻ này mới cả vào mới cả cái VETC không dừng thì họ mới thanh toán. Còn nếu mà họ không có thì bọn em ấy, ở trong cái máy VETC kia nó có cái mã của cái QR của cái VETC thì anh quét vào đấy là được. Tiền vẫn về tiền nghĩa là tiền nó vẫn vào cái VETC này. Đấy, anh thì cho biết là cái ngày 11 đấy sao lại trên danh sách hệ thống của mình lại không có cái xe nào là nào? Cái ngày đấy là em đi lên quận. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra, xử lý nhiều điểm trông giữ xe trái phép. nhưng thực tế vi phạm vẫn tồn tại. Điều này cho thấy việc chấn chỉnh hay xóa các điểm trông giữ xe này không phải dễ. Đã thường xuyên phối kết hợp cả ban chỉ đạo 97 quận đã kiểm tra xử lý các cái tụ điểm trông giữ phương tiện mang chất là tự phát, và có những cái cam kết từng cái hộ dân, từng cái người dân mà có những trông xe về cam kết về chống tái phạm các cái vi phạm mà cố tình lấn chiếm. Trông xe trên địa bàn Hà Nội hiện đang là ngành hái ra tiền. Nếu không có giải pháp quản lý thì nhà nước khó có thể thu được thuế. Còn tiền chảy vào túi ai thì ai cũng ngầm hiểu ra. Trông giữ xe trái phép đang hiện gây ra những bức xúc xã hội. Đây là thực tế khi mà Hà Nội vẫn đang còn loay hoay, không có những giải pháp trong việc đầu tư, xây dựng các điểm đỗ xe mới. VTC14 sẽ tiếp tục phản ánh nội dung này trong những bản tin tiếp theo. Thời điểm này, các tỉnh thành miền Bắc bước vào mùa ô nhiễm không khí, cộng thêm thời tiết ra mùa khiến trẻ nhỏ dễ đổ bệnh. Bởi đây là nhóm người nhạy cảm, sức đề kháng còn yếu nên dễ mắc các bệnh đường hô hấp, ghi nhận của phóng viên chương trình. Mới đi học, cộng thêm thời tiết thất thường, nên em bé 21 tháng tuổi đã bị ho rất nhiều. Mẹ cháu đã cho đi khám, tuy nhiên sau đó, về nhà bé không chịu uống thuốc nên tình trạng bé nặng lên, sốt cao. Gia đình lại đưa con đi khám lần nữa. Cháu đầu tiên thì cháu mũi chảy nhiều lắm. Đầu tiên chảy mũi từ là bị cảm cúm. Thế xong rồi chắc là chị không hiểu là nó chảy vào họng hay như nào. Xong bắt đầu ho nhiều, ho rất nhiều, xong ho toàn đờm thôi. Thế là phải cho đi khám thì mấy hôm liền hôm nào phải đi hút đờm, còn hút mũi dịch đờm nhiều lắm. Thì là đầu tiên thì bác sĩ thì bảo là viêm mũi họng thôi. Thế xong chắc là cũng chuyển biến ấy. Thì thành là kêu là viêm phế quản phổi đấy. Thì có sốt, lúc đầu thì không có sốt. Tất cả tại vì kháng sinh thì cháu nó không chịu uống, uống xong toàn nôn thôi, thế thành ra là kiểu như nó không tương thích được ấy. Thế nó bị kéo dài, xong nó bị bội nhiễm lên. Thời điểm giao mùa, cộng thêm ô nhiễm không khí, ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Các bé dễ mắc các bệnh lý về đường hô hấp, trong đó phổ biến là nhiễm khuẩn hô hấp, các bệnh lý thời tiết như hen, viêm tiểu phế quản. Thì là trẻ con là đối tượng mà dễ bị tổn thương nhất. Tại sao? Là bởi vì thứ nhất là trẻ nhỏ, thứ hai là sức đề kháng yếu, thứ ba là khả năng bảo vệ các cháu nó không biết tự bảo vệ. Ví dụ về người lớn mình thì còn biết tự giác đeo khẩu trang hoặc là giữ gìn, nhưng trẻ con thì nó nô, nó đùa, nó chạy, nó nhảy. Thế thì đúng là như vậy. Thì hiện tại tại thời điểm này thì chúng tôi bắt đầu gặp những trường hợp của bệnh lý đường hô hấp ở trẻ em. Nhưng mà theo kinh nghiệm thì những cái mùa này bắt đầu chuyển mùa thì chủ yếu là gặp các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp. Cái thứ hai là gặp các cái bệnh mang tính thời tiết, ví dụ như là hen, viêm tiểu phế quản, rồi một số cái bệnh dị ứng, trong đó có biểu hiện của dị ứng đường hô hấp. Bệnh hô hấp là bệnh lây qua đường không khí, trong môi trường kín như trường học, dễ lây chéo với nhau. Các bác sĩ khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ nên hạn chế đến nơi công cộng hoặc những môi trường quá ô nhiễm. Nếu trẻ có biểu hiện ho, sổ mũi, phụ huynh nên đưa con tới trung tâm y tế có khoa nhi gần nhất để thăm khám. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thời điểm này, các gia đình có con nhỏ cần hết sức lưu ý nâng cao khả năng miễn dịch cho con. 3 biện pháp cơ bản, biện pháp mà nền tảng là mình phải đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ, trẻ có đủ dinh dưỡng. Biện pháp thứ hai là biện pháp miễn dịch bằng cách là mình tiêm đủ các cái vaccine mà đường hô hấp, ví dụ như là cúm, ví dụ như là rubella, ví dụ như là phế cầu. Và cái thứ ba là cố gắng hạn chế tối đa trẻ đã bị ô nhiễm từ không khí, ô nhiễm từ vi khuẩn, ô nhiễm từ mầm bệnh. Cũng theo các chuyên gia, nhiều gia đình ở thời điểm này khi thấy con bị ốm vặt nhiều và hay mắc các bệnh lý đường hô hấp nên có ý định mua các loại thực phẩm chức năng để hỗ trợ hô hấp. Tuy nhiên, các sản phẩm này không chứng minh được tác dụng tăng sức đề kháng. Vì thế, cha mẹ cần lưu ý. Việc trẻ em phải đi ra ngoài để học tập, vui chơi và tham gia các hoạt động ngoài trời là điều tất yếu. Tuy nhiên, khi không khí bên ngoài ô nhiễm thì gia đình và nhà trường sẽ phải theo dõi chỉ số chất lượng không khí. Những ngày chất lượng không khí ở mức trung bình thì lúc đấy sẽ phải hạn chế thời gian ở ngoài trời.